xong rồi đưa cho em coi nó uống bị gì vậy, thằng này tâm thần á, tao sao mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy, xong rồi nữa chưa hết nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm cái nữa, xong ở tay thêm cái nữa, phía sau thêm cái nữa, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao, em đây nè, em anh yêu em nè, đây là sao, biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Ngoài rồi em nghĩ là chắc tối nay ngủ với mẹ của ảnh cũng được, xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Trời ơi, con là phải canh cái ngày an toàn nha, xong rồi gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn á, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn em đó đó, sao cuối cùng dính màu đó. Rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ em nay em 21 tuổi. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi, sao mà lấy sớm thế hả trời? Giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Nói bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào. Ồ, trên đây là không có cô với chú. Dạ toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng chắc Vân là chú giảng. Phú Thuận rồi khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nó cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi giờ chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu, tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi tao thân tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua sữa, 1-2 trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mua nguyên 1 nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng lâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ, vợ em thì cũng có nhiều người biết. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi nó uống bị gì á, thằng này tâm thần á, tao xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy, xong rồi nữa chưa hết nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm 1 cái nữa, xong ở tay thêm 1 cái nữa, phía sau thêm 1 cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao, em đây nè, em anh yêu em nè. Đây là sao, biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm không? Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi là sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người vậy. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào. Dạ, đó đúng. Dạ. Không rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau rồi cung của hai đứa là gì xăm lên đó, xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ vậy đó hả, dễ thương quá. Dạ. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Dễ sai, dễ biểu quá hả? Quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà
mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. À, tức là mẹ thương. Dạ, mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em nói sao đó, sao đó, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, ơ con đã sẵn sàng là mẹ chưa đó. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tiên tụi tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. À, một buổi sáng đấy tự nhiên đòi pha nhau xong rồi hả, quên khóa cửa phòng, quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối không? Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn, chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôn mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là hả, ghê quá, cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi. Xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau, ê sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời đất ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có người của chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đây hồi dạ nhiều, ớ là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính là quá là nhây, giống như là nhây những cái kiểu như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu hôm nay khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài, tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó. Xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chị nó đánh hết trơn, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong rồi dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ờ, tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả, lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả, em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi ra không ai biết. Hỏi tên tất cả chép đi, ai cũng biết anh, hỏi không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chỗ cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường thí dụ như là người ta nói tới ảnh im,
anh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó, đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, tức nó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hỏi chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa giờ hơn nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước, thường là anh bấm điện thoại anh chửi buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước, lén xuống nhà hút thuốc, xong rồi đi lên trên phòng, xui quá lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn ngay cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp, em giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ bỏ không. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết tâm tính gì không? Dạ vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ nhỏ thôi là nghe chửi nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng quay bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến cái tao. Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm rồi sao đập. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá, đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à, xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con, hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ hello con xong hết. Không nói gì nữa đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy, sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả mấy kiểu lúc đó cũng chán nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khát luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em trời em cho thiệt á, nghĩ sao cho vậy cha. Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật là đáng thương. Mà vui không, lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ một tháng. Một mới tháng. Có một tháng thôi. Chà, thêm là vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn đó. Tại vì em sinh mổ mà. Ồ. Oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á. Dạ. Là bình thường. Oh. Bình thường mà. Còn một tháng như là cho hai tháng. Tháng thứ bảy, tháng thứ còn tám. Hai tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ không, em sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Cosplay này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là
tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ, em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. À, thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bà ngoại nữa. Thì nó cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo dùm cho con mình á. Dạ. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Dạ. Học đến nơi đến chốn. Dạ. Rồi là phải có cái sự nghiệp. Dạ, người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Dạ. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà dạ, cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Dạ. Rồi, rồi. Ừ. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, em tên Đinh Quang Tuấn Hùng ạ. À, hiện tại đang ở Bình Dương, em làm bên nghề điện ạ. À. Dạ, em nay 29 ạ. Rồi còn em? Còn em. Em tên là Trần Thị Thanh Thúy, em là công nhân viên chức, em 26 tuổi. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Mỗi lần mà sáng thì ảnh thường đi qua nhà em lắm. À. Cái ảnh gặp em ảnh cười thì cứ cười hoài mà không nói gì hết à. Ừ. Đi ngang nhà đó phải không? Dạ, đi ngang nhà. Nhìn vô cười một cái. Đó, đi ngang nhà. Bạn nghe đẳng vậy. Cười dễ thương chứ đâu cười hề hề. Đúng không? Người ta cười dễ thương chứ không cười hề hề như em. À, đâu cười sao, đâu cười sao đâu. Nhưng mà lúc đó em ở đâu mà em cứ canh lúc mà ảnh đạp xe qua là em có mặt, em xuất hiện để em thấy ảnh cười? Thì cũng thói quen, thì 7 giờ sáng là ảnh chạy ngang qua nhà. Thì là anh... cứ canh 7 giờ sáng ra đứng ngoài cửa để dạ, ngó cười một cái đúng dạ, không? Dạ, ngó cười cái là rồi nha, mà nay nấy đi làm. Thì lúc đầu em nhìn anh này thì cười cũng ngộ ngộ, nhìn cũng đẹp trai, đúng với mẫu người mà em thích nữa. Nên là em nghĩ là mình phải cool này cho bằng được. Có nghĩa lúc ảnh cười là em cũng cười đúng không? Dạ. Hai đứa cứ nhìn nhau cười một cái là tự hiểu thôi đúng không? Dạ. Rồi đi làm. Đến bao lâu thì mới sắp lại nói chuyện với nhau? Khoảng gần một tháng, em ở nhà của con nhỏ bạn em, thì ảnh chạy ngang qua, cái em mới kêu ảnh lại, thì hỏi ảnh thì ảnh tên gì, rồi tối nay anh rảnh không đi uống cà phê với em? Không, em bình thường, khi em lại hỏi cái em em hỏi tên cái rồi rốt cuộc em không nhớ tên. Cái rượu tối đó cũng hẹn đó, em tới em chở uống cà phê. Mà ra quán cà phê thì em ghé đó, em phải ngồi đối diện cái tivi em mới chịu ngồi. Do đó em ngồi coi phim. Anh ngồi thì cái chân của anh, anh dở lên cái ghế luôn, anh ngồi chùm hổm vậy. Em coi chừng té bây giờ đó. Xong rồi cái thôi từ đầu hôm tới cuối hôm không đếm xỉ tới em hết. Anh không có hỏi em sao, nhà em ở chỗ nào, hay là em bao nhiêu tuổi, anh không hỏi. Không hỏi lại, có mình ơn em hỏi thôi. Dạ. Anh coi phim sao kỳ vậy cưng? Em có cảm thấy thất vọng không? Cũng buồn. Rồi. Cái lủi thủi cái xong phim này, cái anh nói anh thôi về đi về rồi, chở nhà đi về. Rồi. Lần sau làm sao? Có lần sau nữa không hay là thôi luôn cho rồi? Có lần sau cái... Lần sau ai rủ? Tần lại. Cái em cũng thấy ảnh cũng không có điện thoại cho em. Xong á mới khó chịu, tại vì lúc đó em thích rồi, em phải nhớ. Ừ. Cái xong rồi cái em mới điện thoại rủ ảnh thì chiều nay anh rảnh không? Lên nhà em chở em đi chơi. Ừ. Hẹn ảnh 7 giờ thì 8 giờ cũng không thấy đâu hết. Ngay bữa thứ bảy thì chiều cũng bạn bè đậu nhậu sớm. Nhậu đúng không? Dạ, cũng nhậu. Mấy bữa sau em thấy sao nó cắn ngứt người ta đúng không? Ừ. Cái em mới lên làm quà. Rồi lý do nào mà sau đó là em yêu vợ em? Thì cho em cứ tấn công em ghét. Tấn công á, tấn công là tấn công sao? Đúng tại vì mấy đứa bạn em thì cũng biết ảnh. Thì mấy đứa bạn em thì đâu có biết là em đang cua ảnh đâu. Ừ. Nên mấy đứa đó nói cái anh đó đẹp trai á, thôi giờ tao cua nha. Ừ. Cái em cũng nói thì mày cua đi, nhưng mà trong lòng thì không thích. Ừ. Thế xong rồi về lên kế hoạch luôn là tấn công mọi lúc mọi nơi luôn. Cứ điện thoại ảnh không nghe thì đi xuống chỗ làm kiếm sáng trưa chiều. Kiếm ghét mà khi nhiều lúc em đi chơi vậy cái em lúc đâu xài điện thoại luôn. Cũng lúc không xài luôn, trốn không xài điện thoại luôn. Cái cuộc tấn công nào mà bên này dính? Bữa anh lên nhà em, cái em nói giờ em bức xúc quá rồi, giờ anh có chịu làm bạn trai em không? Thế à? Lúc đó em cũng ngồi một hồi, em nói làm thì làm. Em nói làm thì làm, chứ không có để ý. Bao lâu thì là tụi em làm đám cưới? Khoảng 2 năm mới làm đám cưới. Thì cưới xong thì anh kia mới nói là khi mà anh quen em đó, anh được có dư được có cái xe à. Tại vì tối nào anh cũng em kêu ảnh lên là chở đi ăn, chở đi cà phê, nên ảnh đâu có dư đâu. Sau khi mà cưới nhau về thì
vợ em có ghen. Tối về em đi chơi với bạn á, lúc đó cũng còn chưa có hẳn là không còn tâm còn ý phải không? Cái cũng còn vẫn còn ham chơi đúng không? Dạ, cũng đi chơi với bạn cái cũng ghen đi cái 1-2 giờ. Vợ mình điện, tình cờ ở điện thoại đó thì ngồi uống phê có mấy đứa bạn bạn gái bạn bình thường bản thân đó. Cái tự nhiên mấy bạn bất mái lên. Lúc đó em sao? Là khi đó là tức tốc là đi không liền, đi kiếm cũng không có, cái đi về. Lát ảnh mới về. Nó hỏi, thì anh nói là bạn. Thì bữa sau cái tự nhiên con bé đó nó lại gần nhà chơi, nó nói hồi tối này cái anh này đi chơi với bé đó. Xong về cái em ở trận lôi đình lên, nói tại sao giấu em. Nói tại vì nó rủ anh đi chơi nên anh đi chơi với nó. Đúng rồi, rủ đi chơi mình không đi chơi nó, mình không tôn trọng nó. Rồi sao? Rồi vậy thôi đó hả? Rồi anh có nói có xin lỗi xin phải gì không? Chỉ có ghen vậy thôi, em ghen hiền dữ vậy? Hiền lắm chị. Phải không? Dạ, ghen lắm. Ghen thì đến đợt giục mèo. Tức là giục đồ. Dạ. Giục đồ hay đập đồ? Giục là khác mà đập là khác. Lấy quần áo đồ chị. Giục. Giục ra, tối ngủ ngoài đó lại. Tức là đuổi ra khỏi phòng. Đuổi ra luôn. Mà vậy đó. Từng một lần giận vậy là bao lâu? Một tuần hả chị? Một tuần luôn. Năn nghĩ cái nào cũng được đâu. Một tuần là ngủ ngoài luôn. Tức là thời gian sau khi lấy nhau á, là cái chuyện ghen tuông nó xảy ra thường xuyên không? Thì có một lần đó thôi. Giờ là hết rồi. Dạ dạ. Ghen có một lần một thôi hả? Hồi trước thì em thường ghen vậy, nhưng mà khi mà cưới vào khoảng thời gian á, thấy em đi làm nhiều quá, quen với lại nhiều người quá, thì anh quay lại ngược lại anh ghen em. Bây giờ là ghen ngược lại rồi. Vậy chồng em ghen sao giống em không? Anh về cái anh coi tin nhắn đi đâu mà em không về hay về trải hay gì, anh điện thoại khoảng hai cuộc thôi là anh nóng rồi. Giờ em về không? Bời tức tốc là bọn mẹ là bỏ hết đi chạy về. Về rồi có bị ổng hành sách gì không? Thì về cái nói nếu không xài điện thoại được thì đập đi, đập được ba bốn cái. Ổng đập hay là em đập? Ổng đập. Em đang ghen mà. Thì em lẹ lắm, đã vừa nói cái cầm điện thoại ra cái em hiểu ai trang Phan Loan giục cái xèo giục. Rồi sau đó là ai mua lại? Em thì mua lại. Dạ, em không. Đúng rồi. Em có mua. Em mua bởi vì ông đập. Rồi tụi em có thường xuyên cãi nhau không? Thì cũng có lúc. Lúc trước thì em đi ra nhiều, đổi lại giờ em lại đi nhiều. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè. Dạ. Cái cuộc cãi vã gần đây nhất của hai vợ chồng em là lúc nào? Hôm qua đây. Mà hôm qua, hôm nay là quay hình vợ chồng son. Dạ. Hôm qua có nghĩa là các bạn chạy chương trình. Ủa mà ghé gì? Cơ quan em tổ chức 20 tháng 10 cho cán bộ công chức thì có đi tăng hai nữa karaoke, thì vô trong đó thì âm thanh thì lớn quá em không nghe. Anh nói là về sớm đi rồi chuẩn bị đồ đạc đi xuống thành phố quay. Thì em mới nói thì thôi vậy chờ khoảng 2 giờ em về, thì em về trễ đi 2:30 thì anh ở nhà từ trưa. Anh nói giờ thôi khỏi đi ở nhà đi, cái em tự dọn quần áo trong alo rồi xong mà anh chở trên đường từ Bình Dương mà đi xuống thành phố thì anh không nói em tiếng nào hết. Là ngày hôm qua đó. Dạ, ngày hôm qua. Rồi cái tối hôm qua là có nói chuyện không? Dạ có. Thì có nói chuyện bao nhiêu? Giận bằng ngày thôi. Bằng đó. Thấy không? Hôm qua tối hôm qua mà còn giận nữa là bữa nay dễ gì mà gặp nhau lắm mà rồi, đúng không? Dạ dạ. Rồi tối hôm qua ngủ ở đâu? Hai chồng em ngủ khách sạn. Vậy sao giận được? Đi quay chương trình vợ chồng son mà lại ở một cái nơi rất là lãng mạn mà gọi là khách sạn vậy, dễ gì mà giận? Nay là hết giận nhau chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Thôi giờ nè, bây giờ hỏi thẳng nha. Tật xấu nhất của chồng em là gì? Tầng 7 ngày anh nhậu tới 5 ngày rồi. Ít ghê. Thì chắc chắn là cái điều mong muốn nhất của bạn là bớt nhậu là hả? Bớt nhậu. Với lại anh đi nhậu về á, anh hay nói lắm. Lúc tỉnh thì không nói đâu, mà lúc có men vô cái anh nói này nói kia. Nói cái gì? Em hứa sao em không làm. Anh kêu em thì mua chai nước nhỏ mắt, nói ngày mai mua, cái ngày mai không thấy, cái anh không nói đâu. Xong rồi cái anh đi uống rượu vô, cái anh dễ nói. Em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ em thì gọn gàng lại, từ thời gian để lo trong nhà ăn tí. Tới ngày sáng, từ sáng đi tới trưa tới chiều, khi tới 8-9 giờ mới về. Bây giờ cái mong muốn của chồng em á là được em quan tâm đến chồng em nhiều hơn, thì em có thấy cái mong muốn đó là bất khả thi đối với em không? Sau này thì em sẽ cất cái công việc lại một tí xíu. Sau này chứ không phải là bây giờ. tại vì bây giờ là chồng em á là hiện giờ đang rất muốn em quan tâm đến chồng em nhiều hơn chút nữa. Tại vì khi em quan tâm thì chồng em sẽ bớt đi nhậu, đúng không? Rồi những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á là tụi em có thể làm được mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thậm chí đúng nếu rồi. Ở nhà luôn thì khỏi đi nhậu. Đúng không? Thôi bây giờ một tuần em nhậu chừng 2 buổi thôi. Đó. Rồi để thử một thời gian đó xem, nếu mà vợ mà không quan tâm tới mình, không chịu mất thời gian với mình thì em mới đi nhậu lại để cho vợ em thay đổi. Được không? Chắc từ nãy về thì em giảm đây được. Thì lúc trước em cũng giảm vậy thường. Nhưng mà thường thấy về nhà của mình nhớ buồn có tiếng buồn. Rồi. Chưa thấy thôi bây giờ. Bây giờ xong chương trình này về Bình Dương. Dạ, vợ có như bớt công việc lại xíu, quan tâm chồng nhiều hơn để cho bỏ nhậu nghe. Được không? Ôm nhau cái tỏ là tình đoàn kết xây dựng. Rồi. Ok. Phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình.
Dạ con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và cơ, chú cũng đã thấy chú, chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Sao? Con học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Ngọc giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Long nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo dạ. đúng không? Đó. Dạ. Rồi giờ học còn học bên bển không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng rồi hết tức tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô giờ make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi, mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử coi sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài đứng, gì ta? Cái MV nào được con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Chuyện này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiền hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thay lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nha cô. Không có gì đâu. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá, 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã gặp nhau rồi. Ừ nhưng mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Giỏi vậy. Dạ. Bây giờ thí dụ như chú muốn livestream dạ. mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên dạ. thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ á, không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò con thì gắt mắt nghe không, anh thấy người ta làm gì là con chọc thôi mà là xuất hiện trong cái like của cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống đưa dạ lên, dạ xuống, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này. Thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, dạ. Là con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không?
nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái upline nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ, dạ, nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng gì bạn không? Dạ thì gặp á thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chị giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như là kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình chỉ chọc thôi. Có nghĩa là mình chỉ là con trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không à, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần dạ. Khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à, hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn, tuổi tác tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em. Con nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Cũng không nói chung là rung lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong rồi đi về. Dạ. Nó vô vị. Qua ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin. Nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió. Cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9. Thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận. Thì mỗi đứa đi nửa đường. Còn xa lắm á. Dạ. Thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng. Gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà nói sao kỳ vậy ta. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40 ngàn, là tốn thêm 40 ngàn tiền cái nón bảo hiểm nữa. Con chở cổ qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm, mà mới lúc đó mới có 8:30 à. Con nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi, hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ sao về cổ cũng lo, cổ đâu biết đâu, đó giờ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái hồi con nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cậu cũng tin, chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nhanh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ em, dụ con, thôi giờ mình về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có độ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh dọn chó dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt còn đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Cũng gán đợi vì gái mà
cũng ráng đợi. Đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon không? Rồi mình ngon rồi, không sao, đợi xíu cũng không sao. Gọi cái lên nhà cái kể đi. Trời ơi, tới khúc nóng bỏng là phải nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình. Xong rồi cho người ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là 3 tháng mà. Làm học cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình mới chạy lên trển. Là tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Có nói, ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó, cái khẩu tưởng rồi ăn quá xong rồi hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cắt chuồn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm đột nhiên khóc, hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì, nó an ủi cổ đi cho cô dịu xuống cái không. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi, coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi, và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thiệt. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em live stream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về, xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào đó còn rất là hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc, đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì nói mà sau đó có nói như tụi con á là hạnh phúc là để lựa chọn. Dạ. Yeah. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê là đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Đó là chỉ có hai lần thôi. Nhưng đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó. Nhưng là nhưng đó. Mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Dạ đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu. Nhưng mà không biết là có bầu. Tại vì... cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô. Rồi xong rồi cái đụng cái làm chẳng làm thượng, cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi. Ví dụ vậy. Rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi. Đi ăn trước ăn về rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ với còn một lần nữa. Là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con. Thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi. Tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên. Mà cái vậy chứ không lẽ giờ ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó. Tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình, chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á. Nhưng mà con
thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống mà chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc còn... đó chưa. Ai có đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Đó là đang quen là chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Với lại rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Không, cái đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen đúng không cô? Nhưng mà cô không có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đâu có đâu vấn đề gì. Với lại mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có. Trời ơi, đâu có phải tự nhiên vô vô chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y như vậy bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi để chị dân đưa ra một cái kinh nghiệm. Nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Dạ. Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là bà là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa trong một tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai, nói xong. Gái vậy con. Dạ, con trai. Trời, giống chắc giống ba. Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó cái phần cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không có gì. Tự nhiên nó rực lên. Leo lên đây đi mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực xíu. Lên dạ, này chị, đây nè. Nó rớt cái pin thôi. Vô mặt dàn khe. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gửi cho coi cột cho nó dịnh lại. Rung. Coi như trường cô là không có khóa 5 đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa 5 con á thầy giải tán chứ hốt qua bển, đâu có không thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong hết vừa cái sân khấu đó xong mình thấy mấy bạn con đi hết trơn. Đó. Mon này kia nữa đi hết. Đó thầy Thảo hốt qua bển. Thầy Thảo thì Minh chia. Không, thầy Thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sao nữa? Có thầy Thảo làm trước xong rồi mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong là tự động gom qua thầy Thảo, gom qua thầy Thảo hết. Là cái khóa chung với khóa 5 đó. Khóa 5. Phúc nữa phải không? K5 dạ. Phúc con Thanh nữa. Dạ. Đó tôi bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó. Thằng Trung Anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Bây giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng. Nhưng mà thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau, bữa nào chuyện nói với tụi nó. Ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm gì nó được úp lên. Được úp lên kênh của cô sẵn sàng sức khỏe. Chỉ tạo cái mục á, cái thư mục á dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ. Con ơi,
Thôi trời ơi, mình chi cho cực đi rồi. Ok đúng không? Rồi, vô chưa? Trời nó áp quá ha. Cũng không áp gì mấy. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Vô chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời mà bỏ nằm xuống lưỡi. Yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó quay rồi mà. Anh nghe Tướng ơi. Bé cầm giùm cô đi nhé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tướng ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa, đi chốt mấy cái địa điểm nữa. Nha, chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón, rồi không kêu Quang Minh qua bên anh nghe Tấn, nha. Bây giờ ghế rồi. Anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, con ngồi thẳng nó đó, thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi, không có được nhiều. Dạ. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Rồi, bắt đầu nè. Bắt đầu 2, 3. Rồi bây giờ ông nó đứng hình luôn. Phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà để anh gửi qua. Trà là trà gì mà lấy cho cậu á? Cậu hết trơn luôn rồi đó. Dạ. Trà hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời, uống vô. Ủa, uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi. Nó lọc ha, đi toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan lọc. Ê chị, con gửi cho cậu nè. Con gửi cho cậu mấy hộp. Để con gửi cho mẹ Dân mấy hộp. Dạ, để họ lấy số gửi tặng cho. Ok con. Dạ. Vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ mấy mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là con uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Không. Cái uống rất mát, ngon thơm. Ê nó thơm á. Con rất là thơm. Bữa em uống uống rồi. Đẹp da vậy. Bữa đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm quà Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau, đó là thành chồng thành vợ với nhau. Vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải giật lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Giờ dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết nữa tao. Gì kỳ vậy? Rồi, chơi tại vì nha. Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bơm phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bơm này trăm ông chồng đi chăng nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó, là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động nó chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật đó mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những cái ông chồng. Cái ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười mình tính là người ta vui. Mà em biết không? Đúng không? Mình nuôi làm chiếc. Nó càng chửi càng chọc, mình càng khoái. Trời ơi, càng chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa. Người ta nói là ông bà xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Trời đó thì như vậy là mình... chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Với không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp.
Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy nhung thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra con là nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con. Dạ, nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phải không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó, giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn, chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn, không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ, có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Như nó như Sam vậy. Dạ. Thôi vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại thì có một thì thôi cũng có một tật xấu là lầy đó, nhây đó. Chắc là nhây. Chỉ mong muốn ở có mong muốn ông thay đổi, ông bớt, ông bớt tha bơm không? Giờ con cái đó cũng chồng vui mà, cái đó cũng thật ra vậy thì con có mong chồng là con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không. Đó con là cái không lời mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Đó, chồng vô kia cứ đi. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái kia anh đừng anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Ngoài cái việc là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con á thì nói chung là cũng có cái thật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác lên tới đây nè. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có bữa chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ á, có nghĩa là gác tới mức độ đó đó. Ê chị có khi nào bả ghiền cái mùi chân đúng không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có đó. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác nghe. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nó thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể ghét. Có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không, mà giờ con nó dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm vào thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi. Ngon gì ờ nằm vào thấy núi đèn con có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như đó cũng là có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Mẹ con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Rồi trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Hiện nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ thì con cũng nhìn vợ nói. Con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đi. Đứng lên nói luôn nãy đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó.
Thường quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi, đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng người. Cho nên là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn cô.